Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Magic Show. Và trong chương trình ngày hôm nay thì khách mời của chúng ta là ban nhạc Quả Dưa Hấu. Và ở đây các anh có hút thuốc bao giờ không ạ? Không, không, có anh Tú hút. À, có anh Tú hút ạ? Anh không hút, có anh Văn hút. À, thế đấy. Ok, vậy thì chắc là ở đây thì có hình ảnh thì chắc là các anh sẽ không hút đâu. Nhưng bây giờ em xin phép được lấy cái bao thuốc này ra và giới thiệu với các anh một tiết mục thuật sử dụng cái điếu thuốc lá này. Và sâu hơn một chút nữa, đó là sẽ sử dụng đến khói thuốc. Rất là nhiều khói. Và ảo thuật đường phố thì không cần phải có quá nhiều đạo cụ, mà chỉ riêng những cái làn khói này nó cũng đã là đạo cụ ảo thuật rồi. Vậy thì anh Tuấn Hưng có thể kiểm tra cho em xem là ở đây là có mấy cái cốc không? Anh có thể kiểm tra cho em xem cốc này có vấn đề gì không? Nó có vấn đề là nó có bị thủng đáy hay là nó chuẩn bị sẵn hay có vấn đề gì không? Hay nó có vấn đề gì không? Không. Không ạ? Ok. Và ở đây em có một cái giá. Anh cũng có thể xem cho em xem cái giá này có vấn đề gì không? Không vấn đề gì đúng không ạ? Ok. Bây giờ em sẽ dùng phép màu của em làm một cái tiêm quả thật với khói này. Chui bên trong quầy cốc. Lifestyle, khai phá và nâng tầm phong cách của bạn.